cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký thẻ Visa Mizica thành công 100% nếu các bạn có thẻ Virtual nhé. Thì lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn đăng ký rồi, nhưng mà vì lần trước mình chưa có biết che rồi làm thông tin, làm cái video còn yếu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký lại một cách chi tiết và cụ thể nhất. Thì các bạn làm theo mình nhé. Đầu tiên thì các bạn truy cập vào cái đường link mà mình có trong video này nhé. Rồi các bạn chọn vào đăng ký trên web. Đăng ký ngay trên web. Ở đây chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh để làm cho làm cái hình ảnh của cái thẻ sau này chúng ta sẽ nhận. Thì có 5 cái mẫu thẻ, chúng ta thích cái mẫu nào thì chúng ta áp dụng cho các thẻ đó nhé. Ở phần này chúng ta sẽ tích chọn vào tôi đã đồng ý với các thành viên của gì đó Visica đó. Rồi chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email ở dòng đầu tiên. Và ở phía dưới chúng ta nhập lại email một lần nữa các bạn nhé. Ở đây video mình sẽ làm các thông tin ở dạng làm mẫu cho các bạn thôi nhé. Tại vì mình cũng đã đăng ký rồi thì mình có, bây giờ mình ghép lại. Các bạn thấy hay thì like cho mình nhé và đăng ký kênh để tiếp tục đón những video hay từ mình nhé. Rồi các bạn bấm chữ gửi. Ở đây các bạn có thể đóng và tắt hoàn toàn cái trang web này đi. Và chúng ta sẽ mở email của cái mail chúng ta vừa nhập á. Cái địa chỉ mail chúng ta vừa nhập. Và chúng ta sẽ mở cái mail của Virtual này lên, Virtual Winco này lên. Thì người ta sẽ có một cái đường link màu xanh dương. Chúng ta sẽ nhấp vào cái đường link màu xanh dương để mở, tiếp tục làm cái bước thứ 3 các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền cái thông tin của để họ làm cái thẻ Visa cho chúng ta. Đó là họ và tên bằng chữ katakana có ghi ở mặt trước của thẻ Virtual các bạn nhé. Các bạn nhớ điền chính xác cái họ và tên và ngày tháng năm sinh và chọn cái đồng ý làm thẻ và bấm tiếp tục nhé. Ở đây chúng ta xác nhận lại thông tin và bấm tiếp tục. Chúng ta chọn vào Virtual Ginkgo các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ xác nhận lại thông tin một lần nữa. Và bấm vào các điều khoản. Các bạn nào thích thì đọc, còn không thích thì đóng nó lại. Nhưng bắt buộc phải có những cái bước này. Rồi chúng ta bấm để đi tiếp. Ở đây chúng ta sẽ điền 3 cái chữ số ở cái mặt trước của thẻ Virtual. Có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ đi số 1 và 2 số cuối cùng trong 5 chữ số. Và chúng ta bấm Susumu để tiếp tục. Ở đây chúng ta nhập 7 chữ số còn lại và không nhập số cuối cùng, đó là cái số 1. Vậy tại vì tất cả các thẻ Virtual kết thúc ở đằng đuôi sẽ là số 1. Và bấm vào sư mự nhé. Xác nhận lại một lần nữa và sư mự. Ở đây chúng ta tiếp tục sẽ nhập cái mã pin của thẻ rút tiền gồm 4 chữ số.
các bạn nhập mã pin sau, bấm sư mự tiếp để đi tiếp. Tới bước này chúng ta sẽ xác nhận lại thông tin một lần cuối và bấm vào thanh toán. Chọn như trong video của mình đã hướng dẫn nhé, mình hướng dẫn rất cụ thể cho các bạn luôn, làm tốn rất là nhiều thời gian nhưng để cho các bạn làm cho nó yên tâm, các bạn xem video chậm thôi và bấm tiếp tục nhé. Ở phần thông tin này thì tên họ đã điền sẵn cho chúng ta và chúng ta sẽ chọn giới tính và tình trạng hôn nhân, các bạn cứ chọn đúng y như trong thẻ ngoại kiều của các bạn. Và chúng ta sẽ nhận thông tin, điền số điện thoại và nhận thông tin từ thư nhé. Có nghĩa là khi bạn giao dịch sẽ có email gửi cho các bạn. Và nghề nghiệp thì các bạn chọn nghề nghiệp của các bạn. Mã pin các bạn tạo một cái mã pin mới hoặc là lấy mã pin cũ cũng được, các bạn nhập vào 4 số và xác nhận lại nhé. Và chúng ta phải nhớ những cái mã pin và cái mã mật khẩu đăng nhập. Mật khẩu đăng nhập chúng ta cũng tự tạo. Chúng ta tiếp tục. Và cái phần mã cửa hàng và tên cửa hàng chúng ta bỏ qua nhé. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ xác nhận thông tin và bấm OK. Tới đây thì chúng ta đã đăng ký thành công được thẻ Visa Mizika. Và các bạn lưu ý là ở phần đợt này thì nó sẽ không yêu cầu các bạn cung cấp cái địa chỉ nữa nhé. Thì cái địa chỉ thì họ sẽ gửi trực tiếp vào cái địa chỉ của bạn đăng ký trên thẻ Zutio rồi, họ tự cập nhật các bạn nhé.